đang nướng thịt các bạn. Để cho các bạn xem feedback khách hàng. Ngon không Vicky? Ngon à? Đây là sốt chấm thịt. Đấy, cháy hết cả đĩa rồi. Đang nướng thêm. Đây, chú cao đây. Uầy, ngon hết xem nào. Rồi, ra ăn đi. Xem 30 phút nữa sẽ hết cái đĩa này. Hai ông bà chủ đang nướng thịt. Đấy, hôm nay có gì đây? Gà, đậu phô mai, nấm khoai. Tí em nướng gà với nướng thứ khác.